Cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là mình chuẩn bị một cái hồ nuôi bồ cạp. Cái hồ này cái diện tích nó là 4 tấc vuông thôi, hai cái hồ kiến. Thì với cái hồ này mình sẽ nuôi được cái lượng bồ cạp thịt là trong đây là 60 con bồ cạp thịt. Thì để chuẩn bị cái hồ nuôi bồ cạp thì ở đây là một số cái nguyên liệu để mình bỏ vô bên trong cái hồ. Đó là đất, rồi cái gáo dừa. Còn đây là cái hồ kiến, nó có cái nắp đậy. Rồi bên hông là nó có cái lỗ thông gió. Hai bên hông là có lỗ thông gió. Mình sẽ bỏ vô bên trong đây là khoảng 5 cm đất. Cái đất này là cái đất bình thường thôi, cái đất xốp và giường mình hốt vô bình thường thôi. Tại vì mình nuôi bò cạp mà mình để trong cái lồng kiến thì mình cần phải bỏ vô một ít đất. Cái lớp đất này làm cho cái nó vừa giữ ẩm cho cái con bò cạp, mà nó cũng vừa là đà làm cho cái con bò cạp khi nó bò sát dưới cái lường, nó không có chạm xuống dưới cái đáy lồng kiến thì nó sẽ không bị, thì có cái đất làm cái lớp đệm thì nó sẽ không có chai cái lường. Tại vì con bò cạp nó sẽ bò sát đất, nếu mà nó bò sát dưới đáy cái lồng kiến nó chai cái lường thì nó sẽ chậm lớn. Cho nên mình phải bỏ một lớp đất làm cái lớp đệm, vừa giữ ẩm mà vừa cho cái con bò cạp nó bò sát dưới nó an toàn hơn. Thì mình sẽ bỏ vô mớ gáo dừa. Cái gáo dừa thì mình chẻ ra làm đôi, nguyên trái dừa nước mình chẻ ra làm đôi, xong rồi mình sẽ xếp úp nó vô như vậy. Nhớ là mình sẽ úp cái gáo dừa xuống, úp xuống như vậy để cho nó có cái chỗ cho cái con bò cạp nó trốn vô bên trong, chứ đừng có lật ngửa cái gáo dừa lên. Nếu mình lật ngửa lên thì con bò cạp nó sẽ không có cái chỗ trốn thì nó sẽ không tốt. Chủ yếu là con bò cạp nó sẽ núp ở mé dưới những cái lỗ trống ở dưới gáo dừa. Mình sẽ xếp như vậy thôi, khoảng hai lớp gáo dừa. Tại vì cái lồng kiến này thì nó cũng tương đối nhỏ, cho nên mình cũng không cần xếp cao gáo dừa quá, nó vừa kín hết cái lồng là được rồi. Thì cái con bò cạp thì mình có thể cho nó ăn là dế, cá, hoặc là những cái loại thịt như thịt bò hay thịt gà thì con bò cạp nó cũng đều ăn được, hoặc là ếch nhái hay là ốc thì nó cũng ăn được. Tuy nhiên nếu mình nuôi để mà nó đơn giản hơn thì mình chỉ có thể cho nó ăn cá nè. Cá thì mình có thể mua cá ngoài chợ về mình sắc lát mình bỏ vô cho nó ăn cũng được, hoặc là mình bỏ dế vô cho nó ăn cũng được.
Thì ở đây là tôi đang chuẩn bị hai con bò cạp sắp đẻ. Hai một con bò cạp sắp đẻ. Thì mỗi con bò cạp là nó đẻ khoảng 30 đến 35 con một lần. Đây là con bò cạp đực. Con bò cạp đực. Còn đây là hai con cái này. Bạn lưu ý là con bò cạp nó đang có bầu thì cái nọc độc nó rất là cao. Cho nên mình bắt nó mình cũng nhớ là nương tay. Mình cầm nó nhẹ nhàng chút thì nó sẽ không có cắn, không có chích mình. Chứ đừng có làm cho nó hoảng sợ quá thì nó sẽ nó rất là lạnh nha. Thì cái diện tích với diện tích khoảng 4 tấc vuông này thì mình chỉ cần là thả vô ba con bò cạp giống bố mẹ thôi. Nó gồm có hai con cái với lại một con đực. Đây là một con đực và đực. Đây nó cho mình ở đây. Còn hai con cái nó đang có bụng bầu. Thì khi mà cái con bò cạp nó cái mình nó nổi gân hồng lên như vậy là nó chuẩn bị đẻ. Mình lưu ý là bình thường thì nó sẽ không có nổi được gân hồng này lên. Còn bây giờ đến lúc nó gần đẻ thì cái bụng nó sẽ nổi gân hồng lên. Thì với cái con bò cạp này nó đẻ khoảng 30 đến 35 con một lần nè. Thì một hồ nuôi như vậy mình chỉ thả vô hai con cái với một con đực là vừa rồi. Thì chỉ cần như vậy thôi. Mình thả vô thì nó sẽ đẻ ra khoảng 60 đến 70 con. Rồi khi nào mà nó đẻ ra con á thì 10 tức là khoảng 14 ngày sau tính từ ngày nó đẻ ra con thì mình sẽ bắt con bố mẹ ra, chỉ chừa đàn con lại để mình nuôi trong cái hồ này thôi là vừa. Thì cứ hàng ngày thì mình chỉ việc bỏ cái dế hoặc là cá hay là thịt gì đó để vô cho cái con bò cạp ăn. Thì các bạn chỉ cho ăn vào, nhớ là cho ăn, nếu mà bỏ dế thì có thể bỏ sáng cũng được. Còn cá với thịt thì mình chỉ bỏ vào buổi chiều thôi. Tại vì con bò cạp thì ban ngày nó sẽ trốn bên trong, tối rồi nó mới ra nó đi ăn. Cho nên tốt nhất là mình nên cho nó ăn vào ban đêm. Và cứ khoảng 4 ngày thì mình sẽ tưới nước để mà giữ ẩm cho cái hồ nuôi. Cứ như vậy. Thì con bò cạp từ ngày mà nó đẻ ra đến khi nó đến cái độ tuổi mình ăn thịt được là nó khoảng 3 tháng. Và nếu mình muốn nuôi để làm giống cho nó đẻ tiếp thì mình nuôi thêm 3 tháng nữa, tức là khoảng 6 tháng là bắt đầu nó đẻ cái lứa đầu tiên. Rồi từ đó về sau thì nó sẽ đẻ liên tục trong cái thời gian là 10, tức là trong suốt cái cuộc đời nó là nó đẻ 8 năm. Tức là 8 năm là nó đẻ liên tục. Cái từ con mà mình nuôi cho đến nó đẻ lần đầu tiên là 6 tháng. Là bắt đầu nó đẻ lứa đầu tiên. Rồi từ đó về sau là 8 năm sau là nó sẽ đẻ liên tục. Mỗi năm thì nó sẽ đẻ được 2 lần. Cứ mỗi lần trung bình khoảng 30 đến 35 cái con. Thì mình nuôi mình sẽ đậy kín lại như vậy để cho nó an toàn, tức là nó con bò cạp nó sẽ không có ra được, hoặc là những cái con vật bên ngoài sẽ không có vô trong cái chỗ nuôi được, thì nó sẽ tốt cho cái con bò cạp với lại nó cũng an toàn cho cái khu vực nuôi. Mình nhớ là sử dụng cái chuồng nuôi thì nó phải trơn láng, có thể xài bằng kính hoặc là
những cái vật liệu khác cũng được, nhưng nó phải trơn láng để cho nó không có leo ra, con bò cạp nó sẽ không leo ra được. Còn những cái dụng cụ nuôi mà nhám thì nó sẽ bám, nó leo ra ngoài được. Thì mình có thể nuôi bằng những cái lồng kiến thì nhìn nó sẽ hay hơn, tức là mình sẽ quan sát được con bò cạp lúc nào mình muốn nhìn thì mình cũng sẽ lại mình nhìn thấy được. Và cái mình vừa nuôi làm cảnh nhưng mà nó cũng vừa là cái có cái sản phẩm thịt để mình sử dụng. Thì nếu mình nuôi ít ít như vậy, chỉ cần vài chục con, thì mình cũng có thể là lâu lâu mình cũng có thể bắt ra để làm các món ăn được, hoặc là có thể đem con bò cạp đi ngâm rượu cũng được. Để con bò cạp thì cái hàm lượng dinh dưỡng của nó cũng khá là cao, cho nên mình sử dụng làm thực phẩm nó cũng rất là tốt cho sức khỏe.